Vương đó, họ vẫn vẫn lên tiếng nói, họ đâu có chấp nhận đâu. Rồi chị Vương Tân Hy còn đó không ta? À, em Dạ anh chị mấy giờ à, rồi? Hà My, lúc mà chị vừa làm hàng vừa xem diễn đàn của em mà chị thấy cái đọc cái Henny Cường ấy mà nó Dạ. nói, mà chị nói thật em cười đau cả bụng ấy. Chị không hiểu là chúng nó nghĩ cái gì mà nó phát ngôn là những cái câu mà thật đấy, cha sinh mẹ đẻ đúng không? Thật nghe lần đầu tiên nghe nó nói một cách quá ngu đúng không em? Dạ đúng rồi, quá ngu. Quá ngu luôn, mà thật sự mà mình đúng là nghĩ là đáng thương hơn đáng trách đấy. Cười cười mà không nhặt được mồm luôn. Chị vừa làm mà vừa coi như là chị cứ nghĩ đến cái câu nói đấy mà chị cười, em cười thì ở bên đấy thì chị cười bên này, cứ chảy nước mắt ra, cười cười đau cả bụng ra. Rồi là mới lại cái chủ đề mà từ hôm mà cái bọn Ba Que đấy nó bảo là bọn Tân Thái, bọn Benny Trương với bọn Rosa nào đấy nó cứ hô hào, nó bảo là mùng 1 à mùng 2 tháng 9 rồi mùng 3 tháng 9 rồi mùng 4 tháng 9 là nó sẽ hô hào dân để đi biểu tình đấy. Thì ở bên này nó thật ra chị nghĩ, chị buồn cười, chị nghĩ bọn nó không hiểu nó nghĩ thế nào mà nó bị hoang tưởng hay sao ấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, nó nghĩ nó hoang tưởng. Dạ Nó đúng hoang rồi. tưởng, nó nghĩ hoang tưởng mà nó cứ tự tin vào cái sức mạnh ảo của chúng nó đúng không? Dạ đúng. Chúng nó ngồi, chúng nó coi như là cứ ngồi vái vọng từ xa, bắt đầu là chúng nó coi như là cuối cùng thực tế thì chẳng có gì mà chị đang lo nhé. Chị bảo ôi chết rồi, hôm đấy đây Ba Quy không biết là ở đội nhà mình đi chống Ba Que thì có ấy không, có gặp gì không, bởi vì thực tế thì chúng nó sẽ chẳng làm gì. Chị vẫn bảo mấy em chúng nó chỉ ngồi xa thôi, ngồi cứ nổ thôi, nổ 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 banh xác ra đúng không, chứ chúng nó chẳng Dạ. làm được gì đúng không. Chúng nó Dạ chẳng đúng là rồi. cái tuổi gì hả, chúng nó chẳng có quyền, chúng nó không được phép lên tiếng đúng không, bởi chúng nó là những cái đứa lũ bán nước 43 năm chạy từ quần chạy rồi đúng không. Dạ. Khi quê Dạ. hương mình đang còn khó khăn, đang còn lầm than khổ cực, chúng nó đã phải, chúng nó sợ Phải chịu khổ đúng nha, không, sợ phải liên lụy, chịu chúng nó phải nha. bỏ nước chúng nó ra đi. Thế mà bây giờ chúng nó thấy quê hương mình đổi mới, thấy phát triển thì chúng nó cầm lòng không đặng đấy, kiểu là nó lại bưng bô Mỹ, nước Mỹ, nó nói xấu quê hương mình. Khi nó Dạ. đã sang bên đấy rồi thì nó nhập quốc tịch Mỹ thì nó làm gì còn quốc tịch Việt Nam, nó muốn về Việt Nam thì nó phải từ bỏ cái quốc tịch Mỹ, em hiểu không Dạ đúng rồi. đúng không, mà Việt Nam mình chấp nhận nó mới được được quay về. Thì mình mới bảo như là kiểu chẳng hạn như cái trường hợp mà Đào Minh Quân hoặc là Hùng Phạm cái thứ đấy, già rồi sống được mấy hơi nữa đâu, trên đầu hai tia tóc thì cứ ngoan đi, ngoan đi thì biết đâu rồi là hồi tâm chuyển ý một ngày nào đó thì biết đâu đấy được đúng không, lại về cho về úp mặt vào sông quê, cho về đúng không, cho về chết ở quê hương đúng không, còn hơn là làm ma ở xứ người. Em có nhận không, làm ma đói ma Dạ khát đúng rồi. mà cái tội gì cũng có thể chấp nhận tha thứ được, những tội phản bội tổ quốc thì không em đúng không. Mà nhất là ăn nói thì rất chi là, chị nói thật em là lên diễn đàn đây, mình mở diễn đàn là coi như là tự do ngôn luận, là có nghĩa là mình đúng không, để phản biện chứ không phải lên đây để mà coi như toàn dùng những cái từ ngữ trợ búa, nó chửi bới nhục mạ mà nói những cái từ vô văn hóa. Có những người đàn ông mà nói, chị thấy thực sự là đọc những cái comment nó viết ấy mà gai ốc còn nổi lên. Chị không Đúng nghĩ rồi. rằng là thật có những cái trường hợp như thằng như nông dân này đúng không, cái nick của thằng nông dân là của cái gì Hải này nhỉ, ôi rồi ôi, chị nói thật đọc 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 mà thấy thấy đúng là chị thấy ngoa ngoắt đàn ông mà ăn nói rất chi là mất dạy. Chị không hiểu là, chị không Ăn hiểu dẫn mạch. là ở trong quá khứ, chị không hiểu ở trong quá khứ thì mọi người có cái có những cái kiểu cái không bằng lòng, cái kiểu bức xúc với xã hội nhà mình, bên đất nước mình đấy, mà tại sao mọi người lại có thể thốt ra được những cái câu mà thực sự là mình không bao giờ mình nghĩ đến đúng không. Dù sao chăng nữa thì ở mọi người ra đi rồi nhưng còn họ hàng bố mẹ anh chị em tổ tiên mình vẫn ở lại Việt Nam cơ mà đúng không. Làm sao mình Ồ có đó mày thể lên diễn đàn mày này mà ăn nói một cách hàm hồ mà nghĩ ra được những cái từ rất là độc ác, em hiểu không? Mưu hèn kế bẩn để xui bà con là mang bom xăng rồi là mang xịt cay đi. Đấy cũng như cái trường hợp, chị đọc cái trường hợp của em Nick Chùm Sò đấy, em có nhớ không? Đúng không? Cuối đúng cùng chính ra rồi. là bọn nó quen, nay lại gắp lửa bỏ tay người. Nó gắp lửa, nó bỏ tay người, nó mượn cái chuyện đấy để nó làm thổi bùng lên, để nó kích động. Rồi là cái trường hợp như kiểu của cái gì Tân nhỉ, Duy Tân ở trong giáo phận của Vinh đấy đúng không, xui có như giáo dân đứng lên xỉ Lóc xỉ vả chửi nhục mạ Bác Hồ. Thì em thử thấy xem những cái con người,
dân mình thì nói thật là trách bằng Bắc Giang một phần, nhưng trách cả những người dân của mình trong nước, tức là không có lập trường, em hiểu không? Đấy, biết sai mà vẫn đâm đầu vào. Đấy, rõ ràng là những người quê hương của Bác Hồ hẳn hoi mà lại có thể quay lưng lại, đúng không? Nói những cái, nghe theo cái bọn phản động để nói theo những cái lời xuyên tạc đấy. Xuyên tạc Amen. mà ăn đứng dựng ngược luôn. Em có công nhận Dạ. không? Đấy, ăn đứng dựng ngược mà đến coi như là người ta gọi là gì? Đúng là thật. Là cái tội đấy là tội không chấp nhận. Ami lóc còn thật rồi. Ami nói chung là Ami lóc rồi. Tụi này nó không còn gì để nữa mới nói nữa đâu. Nói chung Hà My thì nếu mà vào nước Hà My đừng chịu hạ Bác Hồ thì Hà My còn để cho mà ngồi ha, đứng dưới, còn mà chịu Bác Hồ thì Hà My chỉ có lóc mà thôi, chứ không có nói gì nhiều. Mày là to là chỉ có chửi có nhiêu đó hả, chị yêu cầu là em nói mày chỉ biết chửi cái đó hả, mày chỉ biết chửi ba cái đó, tao không thèm trả lời với mày.